Tiếp nối chương trình, Việt Trung mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh về ngành ô tô Việt Nam trong tháng 2 năm 2020, đồng thời điểm qua danh sách 10 xe có doanh số bán cao nhất thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Mặc dù trong tháng 2, thị trường bắt đầu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng doanh số của toàn thị trường vẫn tăng 11% so với tháng 1 năm 2020, đồng thời tăng 41% so với tháng 2 năm 2019. Theo báo cáo, thì doanh số bán hàng tháng 2 của toàn thị trường đạt hơn 17.600 xe, bao gồm gần 12.500 xe du lịch, gần 5.000 xe thương mại và 333 xe chuyên dụng. Trong đó, 10 xe có doanh số bán cao nhất có thể kể đến như là Toyota Vios với 2.468 xe, tăng 870 xe so với tháng trước. Hai vị trí tiếp theo thuộc về bộ đôi nhà Hyundai, gồm Accent với 1.164 xe và Grand i10 1.101 xe. Liên kề sau đó chính là mẫu MPV Expander. Trong tháng qua đã có 1.021 chiếc được Mitsubishi trao đến tay khách hàng. Tiếp theo thì dòng sedan hạng C của Mazda, Mazda 3 đứng vị trí thứ 5 khi có 728 xe được đưa ra thị trường trong tháng 2. Toyota Innova, Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí thứ 6 và 7. Vua bán tải Ford Ranger với 536 xe được chào bán trong tháng qua đứng thứ 8 trong danh sách. Trong khi đó, Toyota Fortuner và Kia Cerato với doanh số lần lượt là 528 xe và 521 chốt lại bảng xếp hạng. Theo quan sát thì với tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp trở lại từ tháng 3 tại Việt Nam như các lĩnh vực khác, dự báo tình hình thị trường ô tô sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với tháng 2,